Chào tất cả mọi người, mình là Nara Nguyễn, rất vui được gặp mọi người. Và hôm nay thì mình đang có một đôi Air Jordan 4 khá là thú vị muốn giới thiệu cho mọi người. Và đầu tiên thì mình cũng hãy đi vào phần enjoy coi nào. Let's go. Rồi thì vẫn như thường lệ ha, các bạn sẽ có một cái chiếc box Air Jordan 4. Đây là cái box mà hầu như là sẽ là chính hiệu của Air Jordan 4, nhưng mà năm nay có cái điều mình thấy khá là lạ thì mình không biết sao. Tại vì thường cái box này sẽ là box xi măng. Thì bạn mua những đôi Air Jordan 4 á, các bạn sẽ thấy là ở đây là sẽ có cái lớp xi măng ở dưới nè. Ở trên đây là cái lớp cái nắp màu đen với lại cái hình chim men màu đỏ có chữ fly nè. Box này khúc mà bạn mua về rất là đã. Sợ rất là kiểu nó mướt á, nhìn rất là ok luôn. Ở đây chúng ta sẽ có chùm e nè, khu vực đây sẽ có thêm thác. Thì đôi này mình nói lạ là sao, tại vì ở đây là đôi này được sử dụng cái mã là mã của nữ, có nghĩa là woman size. Bình thường á, những đôi Air Jordan 4 hoặc là Jordan 3 gì đó thì nếu mà size nữ á, thì Nike làm thì cũng sẽ như thường lệ thôi, sẽ là một trong cái box nắp mở màu trắng. Nhưng mà năm nay thì làm luôn cả trong một cái box của mấy đôi size men luôn, thì nhìn khá là hay ha. Lần đầu tiên lâu lâu mình mới thấy size nữ mà được như vậy. Rồi các bạn sẽ mở nắp như thế này nè. Đó, nó là dạng mở nắp. Đó, các bạn cứ mở ra như thế này thì đôi giày chúng ta sẽ có ở bên trong. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái phần giấy gói bằng giấy ha, bình thường ha. Ở đây là đôi giày của chúng ta, một đôi giày khá là thú vị để mình lấy cho bạn xem. Đây là đôi Air Jordan 4 với phối màu là Sea Prime, thì nó khá là thú vị ở đây đó. Thì ở đây thú vị cái gì? Thì do là màu sắc thì cũng đã lâu lắm rồi mình mới thấy được cái một đôi Air Jordan 4 mà nó có phối màu là nó trắng tinh tươm. Nó có nghĩa là rất là trắng và nó pha một tí cái màu xanh. Cái màu xanh này giống như là màu matcha mà pha lợt lợt đó các bạn. Nó kiểu như nó dịu dàng, nó mang lại một cái cảm giác rất là mát mẻ, rất là tươi mới cho chúng ta. Và đặc biệt là với cái việc mà Nike làm size nữ á, thì nó sẽ có một cái ưu điểm là khi mà mua những đôi size mà dưới 40 á, thì cái form giày nó cũng khá là đẹp, rất thoải mái. Còn cái việc mà size nam với lại size nữ nó khác nhau nào á, thì mình cũng xin nói các bạn nha. Size nữ thì Nike sẽ làm từ 35.5 đến 44.5 là hết cỡ là 12W á. Còn nếu mà làm size nam thì sẽ bắt đầu làm từ 40 là 7US á, làm lên tới lại mười mấy luôn, có nghĩa là lên tới size 48, size 49. Thì những đôi đó nếu mà nữ muốn mang thì bắt buộc Nike sẽ làm một cái size đó là size GS, là size học sinh. Thì với cái size đó đôi giày nó sẽ bây giờ ở nhà thì sẽ là cùng chất liệu hết, nhưng mà ngày xưa thì có đôi khi nó sẽ khác chất liệu. Và cái form hiện tại giữa form GS và form bây giờ á, nó sẽ đôi giày lúc nào nhìn nó cũng sẽ có những chi tiết nó tròn tròn hơn chút xíu, một số chi tiết nó bị ngắn đi chút xíu, nhưng mà chất lượng thì vẫn như vậy, đôi giày vẫn như vậy. Thì do là cái form GS á, Nike họ phải làm kiểu nó hơi tròn tròn tí cho nó vừa vừa chân mấy bạn học sinh. Thì các bạn biết đó, ví dụ chân mấy bạn học sinh nó lúc nào nó cũng kiểu nó múp múp, nó mập mập, nên là mang nó sẽ thoải mái hơn. Còn size nữ thì sao? Thì size nữ thì mình thấy nó khá là giống size nam, nó không có lệch nhiều. Nhưng mà có một cái điều size nữ là ví dụ số đo nó như vậy, nhưng mà cảm giác mang vào á, size nữ nó sẽ hơi dài ra chút xíu. Giống như ví dụ như thường mình mang 42.5 của size nam thì mình mang mấy đôi Jordan vô mình thấy nó vừa, nó ok. Nhưng mà khi mang mấy size 42.5 của nữ á thì cảm giác là nó hơi dư một tí, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thì đó là cái cảm giác thôi. Cảm giác là đôi giày nó cũng hơi hẹp hẹp hơn do nó sẽ phù hợp với chân nữ mà. Chúng ta sẽ có một cái toàn bộ đôi giày chúng ta sẽ có là những cái lớp da trơn nè, màu trắng nè, khá là mịn ha. Nó đi cùng với những cái lớp layer màu matcha nè, đó, màu sea foam nè, đó, cái màu lật 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 như này rất là đẹp ha. Cái điểm nhấn ở đây thì chúng ta sẽ có là bốn cái nút thắt dây cũng như là cái tag lưỡi gà. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có những cái phần màu đen. Đây là những cái phần mà màu cơ bản nó sẽ có. Cái đôi này mình nhắc lại cho mình thấy là giống Firex. Firex thì y chang vậy nè, bạn chỉ đổi cái màu xanh thành màu đỏ thôi. Còn store box của Air Jordan 4 thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có là một cái store box với một lớp layer như thế này. Đó, phần layer màu trắng đi trơn luôn. Đó, mai rất là đẹp, cái đường cắt da của đôi này rất là đẹp nha. Cắt da rất là mịn và cắt cái đường cắt rất là sạch và nó không có bị những cái chỉ hoặc là những cái đường bị xấu. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ có cả một cái lớp nhựa cao su ở đây. Đặc trưng của những đôi Air Jordan 4 lúc nào cũng có cái phần lưới cao su ở đây nè. Đó, nó đi lên trên phần lưỡi gà, chạy thẳng lên cái phần hệ thống dây luôn. Dây thì sẽ là một loại dây thường màu trắng,
chúng ta sẽ có bốn cái nốt sổ dày á, màu matcha làm điểm nhấn ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái lưỡi gà này thì vừa thôi, cũng không có quá dày, nó kiểu là nó vừa đó, thoải mái, được bao phủ bởi cái lớp da màu trắng, lớp da trơn. Bên trong thì các bạn sẽ có là cái màu sifam đó, mình hay kêu là màu matcha đó, nó sẽ bao phủ từ phần cổ dày đến phần lưỡi gà bên trong. Nó sẽ giúp cho các bạn mềm mại và êm ái hơn cái phần cổ dày của bạn. Bên trong phần tạc thì sẽ là cái Air Jordan được may ngược ha. Đó. Bên hông má giày Air Jordan 4 á thì nó sẽ có một cái mảng lưới lớn với lại một cái phần nối từ cái sổ dây giày nè, nối đến cái phần thân chính giữa nè, các bạn thấy ha, một cái miếng màu đen như thế này. Cái này bằng cao su mềm. Thì mình lưu ý các bạn là những cái này nè thì nó sẽ trụ được khoảng 6 đến 7 năm. Sau 6-7 năm đó thì nó có hiện tượng rất là dễ giòn, nên là đi cẩn thận chút xíu ha. Chúng ta sẽ có một cái phần lớp layer màu trắng nè, nó lượn sóng nè. Nó nói từ phần mông giày nè, đi hẳn lên tới phía trước và nó có những cái gợn sóng như thế này. Đó, nó cấu vô phần đế giữa luôn. Đế giữa thì lát mình nói sau. Rồi, bên hông này cũng vậy ha, bên hông trái và hông phải thì như nhau. Và có một cái điểm nữa là Jordan 3 và Jordan 4 khá là giống nhau, nên là một số bạn sẽ không có thấy được cái điểm khác và điểm giống. Thì cái form thì cũng xem, nhưng mà các bạn để ý một số là ví dụ như Jordan 3 á, nó sẽ có là cái chỗ này nè, nó không có hai cái cục này. Đó. Và Jordan 4 á, các bạn sẽ nhìn nó có làm sao? Nó có cái này nè, nó có nguyên một cái mảng này nè, cái mảng tam giác này nè. Nó đấu lên cái phần này, đó nó lòi dư ra cái này với cái cục này. Đó, thì các bạn để ý ha, với lại cái lưới này là lưới đặc trưng của Air Jordan 4. Vì Jordan 3 thì nó sẽ liền mạch luôn, nó không có cái lưới. Đó, nên là nhớ, chúng ta sẽ đi đến phần mông giày. Thì vẫn như thường lệ sẽ không được là mông Air, Nike Air mà là mông Jumpman. Thì tất cả những đôi Jordan 4 nào cũng vậy rồi, trừ một số đôi đặc biệt thì mới được là Nike Air thôi ha. Như cái đôi Ama mà trong video trước mình giới thiệu á thì sẽ được cái Nike Air, đó là mông của những đôi OG. Đó. Rồi chúng ta sẽ có phần cao su đen ha, bao phủ đây. Đó, cái phần này các bạn sẽ có thể dễ dàng co giãn ha. Nhưng mà thời gian sau thì nó khá là dễ bị cứng lại á, nhưng mà cũng khoảng mấy năm sau nên là các bạn có thể xài thoải mái. Rồi, chúng ta sẽ đi đến cái phần midsole. Chúng ta sẽ có một cái cục Air, Invisible Air, có nghĩa là Air lộ thiên. Nó nằm ở đây, các bạn có thể nhìn xuyên qua bên kia. Cái phần này sẽ được chia làm hai lớp màu. Một cái lớp là màu đen ở trên để làm điểm nhấn, phần giữa dưới là nó sẽ là màu trắng. Và phía trên các bạn sẽ có cái phần màu matcha nè. Cái chỗ này thì hình như là cái hệ thống chống lật của nó, khi mà các bạn di chuyển á, nó sẽ không bị đẩy cái chân bạn ra và làm các bạn bị lật sơ mi. Đó, cái phần ở hệ thống chống lật thì nằm đây. Thường nó sẽ có trên những đôi giày 4 rổ. Thì đôi Air Jordan 4 này cũng thuộc vào giày 4 rổ nên là nó sẽ có. Nó sẽ có một cái mảng màu đen nhỏ trên này nữa, nó sẽ làm điểm nhấn. Và phía trước, ở trong ở đây nè, các bạn sẽ có một cái miếng Air ở phần này nè, phiến Air trước, phiến Air vừa thôi. Đó, nó sẽ giúp cho các bạn tiếp đất, nó sẽ đỡ hơn. Trong thông tin mới nhất của đôi Nike SB Air Jordan 4 sắp ra mắt á, thì cái cục Air này nó bị bỏ. Tại vì nó làm cho mỏng lại á, thì cái đôi đó mình sẽ thấy khá là thú vị, nhưng là để khi nào mình có trên tay thì mình sẽ làm cho mọi người xem. Đây là phần đế đặc trưng của Air Jordan 4. Thì các bạn sẽ có nè, những cái má sao nè, màu xám ở trên ha. Đây, những cái má sao này. Rồi các bạn sẽ có thành nhiều lớp layer khác nhau nè. Chúng ta sẽ có một cái lớp lớn màu matcha nè, đó, cái lớp màu trắng nè. Ở đây sẽ là điểm phân tán lực nên nó hơi cứng và nó có cục e trong đây nữa. Chúng ta sẽ có cả một cái chum men nhỏ như thế này. Phần gót này sẽ không có sao ha. Mấy đôi Air Jordan 4 thì mình thấy là nó bám sàn sẽ không có đã giống như là mấy đôi đơn hoặc Jordan. Nên là các bạn đi mấy đôi này thì đi thoải mái, chạy nhảy thoải mái. Mà đánh thì đánh sân trong ha, đừng đánh sân ngoài. Đánh sân ngoài nó làm cho cái bộ đế này mau trơn lắm. Tại vì bộ đế này nó ít cái độ bám á, mà chơi nhiều thì nó sẽ bị mòn nữa. Nên là chơi sân trong là đẹp nhất. Rồi, tổng thể thì đây là một đôi giày rất là dễ chịu cho chúng ta trong cái dịp sắp tới, bởi vì cái màu sắc nó mang lại là nguyên một cái màu trắng, nó có một tí matcha nhẹ nhẹ thôi, nó làm cho chúng ta tươi mới hơn. Và khi các bạn đi cả một đôi giày lên chân nè, các bạn sẽ thấy là với cái phối màu này nó rất là tuyệt vời, nó sẽ làm cho các bạn kiểu nhìn mát mẻ mà có một gì đó nó vừa tinh tế dưới chân mà nó vừa lạ mắt nữa. Thì đây sẽ là một trong những cái phối màu mà mình nghĩ các bạn nên suy nghĩ xem có nên là lấy nó về không. Riêng mình thì mình thấy rất là ok, nó chỉ xếp sau đôi Ama thôi đó. Và rồi, xin chào và hẹn mọi người ở những video kế tiếp. Và mình đang có một cái fanpage cũng như một cái Instagram để các bạn thích những đôi giày các bạn có thể truy cập vào, thì mình sẽ có thể tư vấn các bạn dễ hơn và giúp các bạn có được những đôi giày mà các bạn cảm thấy là rất rất muốn trong thời điểm bây giờ đó. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.